Cho con beo đồng săn quá, nó đang thấy con trâu tạp dịch nào rồi, nó đang đang muốn cắn này. Nhảy xuống. Tiếp tục thăm bẫy ngày ba các bác ơi. Có hàng rồi, con beo nó đang đang vô này, có chuột rồi. Ui, trời. Thôi thôi thôi. Ui. Tại sáng có ít công chuyện nên bây giờ mình đi thăm rồi này. Tay bẫy cũng kéo ra. Kéo thôi. Beo này. Phải bẫy ra cố thêm cái đi chun này thì nó không bị ấy. Đang tìm ở bên kia cái bẫy rắn để bẫy chuột mà không thấy, cắn mất. Con peo nó ra thăm trước. Chuột rất to các bác nhá. Nói chung là ngày ba đấy. Nào peo, bây giờ đi thăm tiếp các bác nhá. Đi ra khu vực này thăm bẫy các bác thấy biết là ai, con gì nó quần tanh bành đây. Thấy cái bẫy này đây, không biết sáng hay là cụ beo cụ đi vồ. Bẫy này là bẫy mình bẫy chuột nhé các bác nhá. Bẫy chuột mà bẫy rắn là mang đi chuột là có được. Đây chắc sáng cũng beo đây cũng phá rồi. Chết ngay mà. Chết được nữa. Hai quần các bác nhá. Thấy chưa? Chắc beo phá quần chiếc này rồi. Quần nhiều nó sổ nó chết mà. Này. Bẫy đặt ở chỗ là khu này này. Cụ lên cũng quần nắp bét khu này. Nhìn chưa? Cái này còn cái trên này còn cái bệnh nữa. Mình thăm hút này. Không có. Đây là cụ beo cụ quần đây. Bác nhìn đồng này cỏ nó dựng như này, nó quần như này nắp bét này. Chuột chết chưa? Cái này còn cái nữa. Ôi dồi. Biết ngay mà. Ôi rồi này, bác này, bác thấy chưa? Nhìn này, biết đây ai đây? Beo, mày à? Beo, này, đây hàng đây, bẫy mình đây. Có tổ nghĩa là con gì đó, con quần nó phá bẫy này. Chết. Đây không còn beo chứ, không beo rồi. Chắc chó ăn chó nhỉ. Chắc là chó ở đâu đến. Chưa. Thôi, thế là ba bẫy của hàng của ba nhưng mà bị không biết là con gì đến nó phá mất này. Nó cắn loài ruột ra đây. Cút chân này. Bẫy thì còn đây. Bây giờ còn hai cái bẫy rắn nữa. Mình đang bị chuột rồi tìm luôn các bạn nhé. Rồi các bác này. Cái bẫy này thì có cái khoai các bác này. Cái khoai đây. Chuột nó càn ra ngoài nó ăn thì nó không vào trong được. Đây khoai đây. Khoai đấy. Nó càn ra ngoài nó ăn nó không vào trong. Đầu lạnh thế này. Cũng khoai nó ăn hết rồi nó không vào đây. Kiểu này cứ lấy bẫy rắn này chuyển trạng thái không có rắn là đi bẫy chuột cũng ok các bác ạ. Thôi bây giờ ở bên kia cá cũng không dính, cái này không dính bây giờ cuốn về thôi. Kết thúc ở bên kia. Ở bên kia còn cái bẫy nữa. Thì thăm nốt xong có không? Beo kìa. Beo.
Đó, các bác nhìn xem, bẫy rắn bây giờ chuyển sang trạng thái đi bẫy chuột luôn các bác ạ. Được, mình khẳng định được là được 100%. Mình cài cái hom nó cái kênh như là nó vào, nó đẩy ăn vào nó không ra được. Đây, cái bẫy nó đỏ, cái bẫy vào đỏ kìa, ở đằng sau rồi này. Không biết là sáng có phải con beo nó lên nó cắn chết một con chuột đấy. Đây, những cái khu vực này đây, lúc đầu nhìn cứ tưởng nó bò nó quần cơ, hóa ra là không phải. Đây, bên này đây, nó quần tát nát tanh bành này. Đây nữa, đây bẫy mình bẫy thì đánh ở chỗ này, đánh chỗ này, lấy thì thấy nhìn thấy ở chỗ con beo kia, chỗ cây cột kìa. Đấy, chuột thì chết, không biết là sao mà chết. Đấy, bắt thấy quần ăn bét khu này, nó hẩy cái bẫy, không biết là sáng là mấy con chó. Bây giờ con chuột này nó khả năng vẫn đi, chết thì cũng mới chết, chắc sáng chết lúc sáng rồi hay chết từng qua chả biết được gì. Đây, chó nó đạp hom này, cong hết này. Những con chuột làm sao mà chết này, nó sợ quá vỡ mặt phải chết. Chắc cụ beo nghịch, quần sợ quá vỡ mặt. Đó, bây giờ khả năng vứt đi. Còn con ở kia chỗ ấy cột đây, chỗ đấy nó cắn cụt một chân mẹ loài ruột ra rồi. Bây giờ mà tắt đi để vứt đi cho đi nhá các bác. Chắc ruột vỡ mặt mình chết. Đó, beo đang săn các bác này, rộng lắm không săn được. Chỗ này có con chuột các bạn, beo săn. Đậm quá. Đây có hang sau này, vào hang đâu nữa, vào hang rồi. Ôi giời, vào hang mất rồi, tưởng cái gì đây, hang này mất rồi. Dặm này không bắt được, vượt nhiều lắm. Thôi bướn gì nữa, con này máu chưa, máu chiến chưa, chuột chim rất nhiều các bác. Vẫn thích đi đội này. Mích 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 để con quăng Mích bố đi. Ui giời, kéo đây cụ beo phá hoại. Kéo đây, thôi còn cái bẫy nữa đi thăm nước các anh nhá. Con beo này ở đây rộng quá không bắt được đâu. Cung tùn luôn.
Thích chứ. Nghĩ bổ trắng đi. Đang bưới. Đeo. Ôi không bưới đâu. Cái thằng bưới có em. Đây em đã phát rồi. Cụ beo này. Nào làm gì nào. Nào. Ôi. Ôi trời. Cụ nhá. Đi ra. Đi ra. Ôi đi ra, đi ra, đi ra. Trông luôn đây. Đúng con này là thủ phạm lúc sáng nó quật chiếc của mình hai con chuột trong bẫy. Thế cái nữa các bác ơi. Ôi dồi dồi, thôi thôi. Ôi đi. Ôi này, cắn mất đây. Chim gì nhỉ? Đây, quay cho các bạn xem. Hai con. Được bốn con nhưng mà bèo thì nó mất. Đấy. Đúng chưa? Này. Con chuột khủng ngon này. Này. Chào các bạn ở kia rồi nhá. Nay được bốn con. Ông tướng này chắc ông tướng này. Đúng rồi. Lúc chưa có đánh quanh nhà đồng mãi như vậy. Đúng ông tướng này. Ở trong vậy. Cái vậy đỏ kia rắn này, vậy một cái rắn này, có chuột là ông tướng này ông khật. Quậy chết. Tôi xin chào các bạn ở buổi hôm nay nhá, hẹn các bạn ở một video khác. Vèo này. Vượt đây. Đeo, đây. Đeo.